Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe chân nhựa đen tai bèo chéo bên, ngang bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 43 đến 58 tính từ chân ghế đến mặt ghế nhé mọi người nhé. Mẫu mình đang ngồi là thấp nhất đấy, còn cao nhất thì các bạn chỉ việc kéo lẫy lên như thế này thôi. Ôi trời, không được à? Thử kéo lẫy của mình nào. Đây, cao nhất nó sẽ như thế này nhá. Thấp nhất nó như thế này nhá. Ghế này thì xoay được 360 độ rất chi là mượt, bánh xe di chuyển tiện lợi nhá mọi người nhá. Chân của ghế là chân nhựa đen nhá mọi người. Ở đây thì mình có tất cả tổng 6 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn bộ mã cho hợp lý nhá. Mặt của ghế thì là chất liệu bọc da mọi người ạ. Chịu được sức nặng tầm 250 cân nhá, rất chi là êm ái và thích nhá mọi người nhá. Cái này nó cũng bo viền eo của mình ấy một cách chắc chắn và êm ái nhá mọi người nhá. Chân của ghế này là chân nhựa đen này. Đấy, rất chi là to đẹp nhá mọi người nhá. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.